cái này là mình phải trang đội ngũ nhà phát triển các bạn ơi. Thiệt luôn ấy mọi người. Mình chơi tướng nào mình tính ra là mình chơi được 3 trận rồi. Hồi trưa đánh trận đầu tiên nha, là GT. Trận thứ hai là Vladimir. Trận thứ ba là Radius. Mà toàn là mới dính 3 cái kỹ năng ngon không? Tính là game thiết kế hay hết. Là mình chơi tướng nào là nó sẽ cho 3 cái kỹ năng đó các bạn. Nó hợp, nó phù hợp với tướng mà mình chơi. Ồ ngon phết các bạn ạ. Đây, của tôi đây. Ờ, không chết được. Cái này nó vui các bạn. Cái cuối này là vui lắm. Chạy các bạn. đuổi cái địch các bạn. Cái cuối hơi bị vui á. Mình mới 6 game tải lại cho nên là chưa có sâu đam được nha các bạn. Chưa có sâu hồ sơ rồi. Thôi được rồi, sâu chắc là mấy clip sau mình có thể bấm vô đó mình cho mình coi game hồ sơ. Cái phần đam á. Cái trận này chắc hơn mình dữ lắm. Các bạn nhìn tôi lên giáp tăng nhiều hơn chứ đam to đa ui này nó tăng sức mạnh rồi các thứ khủng lắm rồi. Tôi không nhất thiết tôi phải lên chinh phục. Đánh canh thì cầm chinh phục cũng được tùy. Lấy ra trận này up được YouTube luôn rồi mà tem có 2 AD mà chán quá các bạn ạ. Mình có thể ra sâu đam cái trận Darius rồi nha. Trời ơi các bạn nhìn đam mình là to nhất, to hơn đội hình bên kia nữa. Vậy á, thua tào lao không? Này là trận hồi chiều nè. Chơi xe. Chơi xe thua là do có Mundo các bạn ạ. Mundo bên kia nó trâu. Ôi trong cái Aram hết tách này nó cái con Mundo các bạn, nó dữ lắm. Nó cho mấy con tướng trâu bò ấy, trong này nó bá lắm. Thôi được rồi, cảm ơn mọi người xem video nha. Yo, xin chào mọi người. Tình cờ mình vào game thì thấy có cái sự kiện bán xe nhân phẩm này. Chỉ là tình cờ thôi. Vậy mafia đen mà sao lại nhìn ra màu trắng vậy? Ô, mafia đen nhưng mà lại là màu trắng. Hài thật. Không biết nó có gì nhỉ? Không có hộp súng à? Vậy thôi, chắc là chẳng có gì để kỳ vọng rồi. Ba lô này mình chưa có. Này có giá trị không? Thôi phèn quá. 55%, hết 65 rồi, 55% chịu. Chưa sở hữu mình sẽ sưu tầm hết. Sự kiện gì nữa? Luffy à? Gì à? Cái gì này gọi là gì ta? Kho báu hải tặc. Cái gì nhỉ? One Piece à? Quay video lắc à. Gì đây? Gì đây trời? Thôi được rồi, cảm ơn mọi người xem video nha. Chắc sẽ chuyển như đây thôi. Xem nó sẽ chuyển như đây à. Không có, mình chỉ cần hộp súng thôi. Mấy cái này mình không quan tâm lắm các bạn. Hộp sát này cũng ngon này. Còn lại mình cũng quan tâm mấy. Cảm ơn mọi người xem video nha.